đầu nửa tiếng không biết sao cho nó ăn sữa chua, mình ăn lúc nào cũng được hết, nhưng mà nó thích ăn giấy sữa lắm. Cái này sữa chua nó ngon gì cho đấy, mình thử đi. Hủ giấy sữa là nó ăn không đủ đó. Con nó ăn là hai hủ sữa chua vậy đó. Chị thấy nó thích ăn cái kia nên chị không có mua. Không, tặng á, bỏ vô tặng quà đi. Bây giờ chạy ngày đủ. Có ghê vậy, chạy ngày mà đủ ghê vậy. Có nhiều đây sẽ chạy ngày mà đủ. Chạy ngày mà đủ. Chạy ngày mà đủ. Chạy ngày mà đủ. Em đỡ nghề luôn quá. Giờ mới chạy 3 ngày đó. Ngày nay chạy có 300 mấy tới giờ này đó. Sáu ngàn bịch bánh thối lại 14 đi em. Mối ăn thì sao Nhung? Sữa nào mới? Hà Lan bịch phải không? Hộp để ở đâu mà bị ta? Biết mà cái cây ở chỗ đấy lúc nào không bị. Điện não gớm thiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Ngầu với đít đạt vô. Không có khóc hả? Đầu đó. Hả? Là sao không hiểu ý? Ờ. Má thấy nhìn rèn cương chạy lên cho khóc. Mày. Bắt đầu. Coi cái yến dâu rời nó nằm chỗ nào nhớ nhớ nha. Từ nó nằm. Có. Wow.